ta cũng có hàng loạt những cái thông tin thú vị khác liên quan đến crypto các bạn. À, trước hết Thùng muốn chia sẻ một cái thông tin không được tốt lắm. Rồi sau đó chúng ta sẽ nói tới một số những cái thông tin mang tính tích cực. Rồi chúng ta sẽ nói tới pháp lý Hoa Kỳ có rất nhiều những cái cập nhật mới. À, trước hết chúng ta hồi sáng nay nhận được cái thông tin là Nasdaq sau khi mà họ thông báo vào cuối tháng 3 của năm nay đó sẽ có dịch vụ lưu ký crypto vào quý 2 của năm nay. À, thì hôm nay họ đã thông báo là họ sẽ trì hoãn kế hoạch này tại sao vậy tại vì họ nói là à, họ cần phải uh chờ đợi một số quy định pháp lý tại vì nó đang thay đổi ở Hoa Kỳ. Tôi nghĩ đó là họ đang chờ đợi quốc hội để ra luật, có thể là họ đã nhận được thông tin gì đó. Tại vì trong tuần này chúng ta đã bắt đầu nghe nói tới một số dự luật và những dự luật này có thể được bỏ phiếu sớm nhất là tuần sau các bạn. Và như bạn nói thuận là dự luật tới luật tốn bao nhiêu thời gian thì tùy theo các bạn có nhiều dự luật tới luật tốn mấy tháng trời thậm chí là cả năm trời. Nhưng mà từ dự luật tới luật đó có thể cũng tiến rất là nhanh luôn nếu như mà đó là một cái mà hội quan tâm có thể là được bỏ phiếu ở thượng viện rồi hạ viện rồi đến tổng thống ký tên nếu như mọi người quan tâm thì sẽ đi rất là nhanh không biết là về crypto cái tốc độ nó sẽ như thế nào nhưng mà ít nhiều gì chúng ta cũng bắt đầu đã thấy những cái dấu hiệu đầu tiên là hoa kỳ sẽ thật sự có lực lần này và cũng có thể vì lý do đó Nasdaq đã chờ đợi luật chi tiết trước khi mà họ đưa ra cái dịch vụ này Tại vì nếu như họ đưa dịch vụ bây giờ mà luật ra đó họ lại phải thay đổi dịch vụ của họ để cho phù hợp với luật Thì có thể là họ đã quyết định là chờ đợi Và sau khi thông báo này đó thì Nasdaq nói là họ vẫn rất là bullish về crypto Và họ vẫn hỗ trợ thị trường crypto này Giống như là nếu như mà có những cái quỹ đầu tư ETF được thông qua bởi SEC cái quỹ spot etf đó sẽ được list trên sàn nasdaq không vấn đề gì hết chỉ là cái dịch vụ này cần phải chờ đợi thêm thông tin mà thôi đó là thông tin đến từ nasdaq cũng không phải là xấu các bạn nhưng mà nó cũng không phải là cái thông tin mà nhiều bạn muốn nghe à, chúng ta cũng có một loạt những tin tức à, nó mang tính chất tích cực hơn giống như các bạn đã thấy là cái thông báo đến từ một trong những ngân hàng ở nước pháp đó chính là society channel và ngân hàng này đã trở thành công ty đầu tiên ở pháp được cấp giấy phép cho các dịch vụ crypto và trong đó có luôn dịch vụ lưu ký lưu ký đây có nghĩa là lưu trữ crypto dùng khách hàng các bạn và đương nhiên giống như là những ngân hàng lưu trữ vàng cho khách hàng thì bây giờ họ sẽ lưu trữ crypto và khách hàng cần phải trả tiền để cho họ lưu trữ và đương nhiên lưu trữ sẽ có bảo hiểm và đương nhiên họ cũng có thể cung cấp dịch vụ mua bán và ngân hàng này đã trở thành ngân hàng đầu tiên ở pháp có được giấy phép này đó cũng là một cái thông tin tích cực các bạn chúng ta cũng có một cái lá thư được gửi đến cho chủ tịch Gary Gensler và lá thư này đó được gửi đến bởi hai dân biểu các bạn đầu tiên hết là chủ tịch ủy ban tài sản kỹ thuật số dân biểu French hill và người thứ nhì là chủ tịch ủy ban thị trường hàng hóa dân biểu Dusty Johnson thì hai người này đã viết một đá thư cũng không phải dài lắm à, đá thư các bạn nhìn thấy trên màn hình ký tên bởi hai người này gửi đến cho Gary Gensler thì trong đá thư này đã chủ yếu đã nói là bây giờ chúng ta đã biết kết quả của XRP rồi Gary Gensler đã sẵn sàng để tới hợp tác với quốc hội hay chưa có nghĩa là cho Gary Gensler một cơ hội để góp ý vào quá trình lập pháp thì coi như đây cũng là một cách để mà gail chancellor lấy lại mặt mũi các bạn chứ nếu không đâu quốc hội cứ bỏ qua giao chancellor và tự đưa ra luật crypto trong khi mà SEC lại muốn là người quản lý thị trường này thì cũng có cái phần mất mặt cho nên bây giờ cũng là một cơ hội thì Gail Chancellor có chấp nhận lời đề nghị này hay là không đến để mà làm việc quốc hội thì à, cũng chưa chắc đâu các bạn tại vì ngày hôm nay đó thì Gail Chancellor đã đến quốc hội nhưng mà không phải nói riêng về crypto à, lần này đến quốc hội đó là chủ yếu nói về những quá trình à, không chỉ riêng về crypto các bạn nói về những gì mà SEC đã làm được cho cả thị trường tài chính nói chung có nghĩa là phần lớn nói về chứng khoán và thứ nhì nữa là nói về cái ngân sách cần thiết để hoạt động trong năm 2024. Như tôi đã từng chia sẻ với các bạn, đó, thì SEC không phải là muốn bao nhiêu tiền cũng có các bạn. SEC là một đơn vị hoạt động và tiền được cấp là đến từ quốc hội các bạn, và tiền đó đến từ tiền thuế. Cho nên SEC hàng năm cần phải đưa ra cái ngân sách cần thiết, họ cần bao nhiêu người, muốn bao nhiêu nhân viên, bao nhiêu luật sư vân vân, hoặc làm như thế nào, à, rồi quốc hội sẽ xem xét coi có cấp tiền cho họ hay là không. Và lần này đó thì SEC muốn hơn 2 tỷ 4 Các bạn 2 tỷ 4 đô la Tại vì sao vậy Tại vì Chúng ta sẽ nói là Thị trường crypto Là một cái thị trường Mà Có vô số Những vấn đề lớn Và Cần phải được giải quyết và Có rất nhiều những cái công ty không tuân thủ pháp luật cho nên SEC bây giờ nói là họ không những quản lý chứng khoán mà còn lại quản lý thì cái tòa này nữa cho nên họ cần thêm tiền để mà mượn thêm nhân viên thì thường sẽ chia sẻ clip ngắn này à, nó có 44 giây thôi các bạn rồi tôi sẽ nói tiếp tục Technology is also rapidly transforming our markets and business models whether it's electronic trading, the cloud, artificial intelligence of course, predictive data analytics and to share also uh, mentioned things about the What I would call, not your words, the Wild West of the crypto markets, rife with noncompliance, where investors have put hard-earned assets at risk in a highly speculative asset class. Such growth and rapid change also means more possibility for wrongdoing. As the cop on the beat, we must be able to meet the, the match of bad actors. Thus, it takes a sense, takes time, and it makes sense for the SEC to grow along with the expansion. Again, we're just about the size we were seven years ago. các bạn đã thấy là scc gần hết tiền rồi tôi cũng đã từng phân tích cho một video gần đây đó là nhìn vào những báo cáo tài chính của scc thì họ chi tiêu rất là nhiều các bạn họ thật sự chi tiêu nhiều hơn là ước tính tôi nghĩ là một phần tại vì họ đi kiện những công ty crypto khắp nơi và những vụ kiện đó đã không đơn giản như là họ nghĩ kéo dài các bạn thấy được là điều kiện của SCC để kéo dài 2 năm rưỡi, những điều kiện của Coinbase rồi tới Binance tôi thấy kéo cực kỳ dài luôn các bạn và đương nhiên SCC cần phải chi tiêu để mà mướn luật sư chứ còn những người làm việc cho SEC đó thì họ đâu có phải làm miễn phí đâu. Như mà thông tin chia sẻ đúng là SCC là đơn vị của chính phủ nhưng mà những người làm việc cho họ là những công dân bình thường, luật sư bình thường thì họ vẫn phải được trả lương và có thể là họ chấp nhận cái lương nó thấp hơn là những cái văn phòng luật sư khác giống như là một văn phòng khác đi giả sử người này có thể kiếm được là 200 000 đô một năm nhưng mà làm việc cho SEC đó thì chỉ kiếm được 150 000 mà thôi à, thì vẫn tốn SEC nhiều tiền các bạn tại vì một người đó có thể là họ chấp nhận làm cho SEC để có thể có kinh nghiệm khi mà họ rời khỏi SEC rồi đó thì những cái văn phòng luật sư khác sẽ coi trọng họ hơn và trả lương cao hơn đây là một cái đánh đổi giữa kinh nghiệm và cái mức lương nhưng mà cho dù như vậy đó các bạn thấy được là Ripple nói là họ tốn khoảng chừng 200 triệu đô la để mà giải quyết vấn đề pháp lý với SEC thì nếu như mà chúng ta lấy con số đó giả sử như chúng ta nói đúng đi thì những người làm cho SEC đó thì lấy lương khoảng chừng 75% của trên thị trường thì SEC vẫn tốn khoảng chừng 150 triệu đô la để cho cái vụ kiện đó các bạn. Cho nên chúng ta thấy ông ta cần thêm tiền nhưng mà tôi hy vọng là quốc hội đó không có đưa thêm ngân sách cho SEC hiện bây giờ. Tại vì sao các bạn? Tại vì nói riêng về crypto đó thì bây giờ vẫn là một chuyện đề tài mà đang được tranh luận ở quốc hội và chúng ta sắp sửa có những cái dự luật được tung ra thì tại sao không chờ đợi để cho có luật rõ ràng hơn rồi chúng ta mới biết được là SEC có thẩm quyền gì trong thị trường này rất rõ ràng là trong cái vụ kiện giữa SEC và công ty Ripple đó thì SEC chỉ có thẩm quyền à, trong cái phần duy nhất đó chính là lúc mà công ty Ripple bán cái số lượng đồng XRP trực tiếp à, cho những tổ chức đầu tư mà thôi còn lại đó thì SEC không có thẩm quyền thì chúng ta không biết được là những dữ lực này sẽ đến đâu nhưng mà hôm nay chúng ta đã có cái dữ lực đầu tiên được nói đến và đây là thông tin đến từ Fox News các bạn. Đây là cái dữ lực được chia sẻ ngày hôm nay và dữ luật này đó là được chia sẻ điều thú vị đến từ bốn người các bạn. Bốn người đó là gì? Bốn người đó đó chúng ta có thượng nghị sĩ Warren, thượng nghị sĩ Marshall, thượng nghị sĩ Lomas và thượng nghị sĩ Giuli có bốn thượng nghị sĩ cực kỳ nặng ký ở thượng viện các bạn và bốn người này đó là đến từ đảng khác nhau đảng dân chủ có đảng cộng hòa có và chúng ta có hai người đầu tiên đó là thượng nghị sĩ Warren và Marshall là hai thượng nghị sĩ mà cực kỳ không thích tiền crypto nhưng mà ngược lại đây, chúng ta có thượng nghị sĩ Loomis và Judy Brand là hai thượng nghị sĩ mà cực kỳ họ crypto cái đề xuất này nó có trọng lượng tại vì nó đến từ bốn thượng nghị sĩ mà có trọng lượng ở thượng viện và đến từ đảng khác nhau và đến từ quan điểm khác nhau về crypto trước đây các bạn đã biết là thượng nghị sĩ Warren và thượng nghị sĩ Marshall đó họ cũng đã cùng nhau muốn đưa ra những cái dự luật riêng cho crypto nhưng mà không được sự ủng hộ và tôi nghĩ là trong vòng mấy tháng qua đó thì bốn người này đã đàm phán với nhau và cuối cùng hai bên đã thỏa thuận có một cái dự luật mới được tung ra các bạn dự luật này đó thì thật ra nếu như mà nói là ảnh hưởng ngay bây giờ đến thị trường altcoin hay là ảnh hưởng đến các bạn trade trên những sàn ở Hoa Kỳ thì cũng không ảnh hưởng trực tiếp đâu nhưng mà nó có một cái sự ảnh hưởng tại vì cái sự ảnh hưởng của dự luật này đó đến từ cái phần quản lý DeFi quản lý những cái máy ATM và cuối cùng là quản lý stablecoin các bạn chi tiết hơn đó để thường chia sẻ phần này với các bạn dự luật mới này có 3 điều thứ nhất là họ nói về DeFi thì dự luật mới này nói là DeFi đó thì cần phải KYC nói chung đó thì một cái giao thức bị tập trung liên quan đến DeFi mà không ai dẫn đầu thì người nào sẽ là người chịu trách nhiệm cần phải có những cái quy định liên quan tới KYC thì dựa theo dự luật này đó những ai mà đầu tư hơn 25 triệu đô la đều phải chịu trách nhiệm thực hiện quy tắc này. Đó là điều đầu tiên. Có nghĩa là những người nào mà ở Hoa Kỳ muốn sử dụng Uniswap đó thì bạn cần phải KYC rồi mới được sử dụng và họ nói lý do tại sao là tại vì họ muốn ngăn chặn việc rửa tiền và có một số những lợi ích giống như là những cái dự án gọi là lừa đảo đó thì có thể là chia được ai đứng sau lưng dự án đó chứ không phải như bây giờ họ biến mất các bạn nhưng mà đương nhiên chỉ áp dụng với là người hoa kỳ mà thôi à, thì có một số người nói là đó là cái cớ mà thôi trên căn bản đó là có rất nhiều những giao dịch ở trên defi giống như trên pancakeswap ở trên uniswap thì những việc đó, đó rất là khó để mà tính thuế tại vì chúng ta không biết ai đứng sau lưng thì đương nhiên khi các bạn kyc các bạn là người của hoa kỳ thì cần phải đóng thuế đó là điều thứ nhất Điều thứ nhì đó là họ nói là những cái công ty mà sản xuất và quản lý những cái máy ATM giống như các bạn ở Hoa Kỳ đây thì có thể là mua bán crypto trực tiếp từ những máy ATM giống như là thường có thể đến máy ATM rồi gửi ETM rồi gửi BTC vào cái máy và cái máy đó sẽ đưa tiền cho thường giống như các bạn đến rút tiền từ ngân hàng vậy thì nó sẽ tốn thời gian và tốn phí rất là cao nhưng mà nhiều người lựa chọn sử dụng cái máy đó tại vì họ nghĩ là họ sẽ ẩn danh được nhưng mà trên căn bản đó cũng là một cái ảo thôi các bạn tại vì các bạn tới đó sử dụng thì họ đã chụp hình các bạn ở cái máy có camera mà bây giờ đó thì muốn thêm một bước nữa ít nhất là cái máy đó phải xác minh địa chỉ của cái người mà đến bán hay là một crypto trực tiếp và điều thứ ba nữa là liên quan đến stablecoin thì những công ty mà phát hành stablecoin đó thì cần phải chịu trách nhiệm kyc và chịu trách nhiệm đối với lại việc sử dụng stablecoin nếu như mà có dấu hiệu là dùng một stablecoin nào đó trong cái việc rửa tiền thì chủ yếu đó dự luật này quan tâm nhiều đến cái phần KYC mà thôi, không có nói đến đồng nào là chứng khoán đồng nào không phải, cũng không có nói đến là người Hoa Kỳ có được giao dịch tầm đồng, đồng kia hay không. Có nghĩa là dự luật này đó, trên căn bản không ảnh hưởng trực tiếp với những gì đang xảy ra trên sàn, à, không có ảnh hưởng đến các bạn muốn mua đồng đồng kia nhưng mà ảnh hưởng đến cái phần là những bạn nào mà ở Hoa Kỳ muốn tham gia bởi DeFi. Tôi nghĩ là cái phần đó là ảnh hưởng lớn nhất và các bạn cần phải KYC trước khi tham gia. Đây là một cái dự luật mà thôi. À, và tôi nghĩ là du lịch sẽ cần được chỉnh sửa rất là nhiều tại vì đây là du lịch đến từ thượng viện đến hạ viện nên chúng ta cũng biết có những người như là Tom Emmer hay là chúng ta nói tới là chủ tịch của ủy ban tài chính hạ viện là Patrick Henry thì là những người mà cũng mua hộ crypto thì có thể là sẽ cần phải sửa chữa một số à, những cái đề xuất à, để cho nó hợp lý hơn nhưng mà dù sao yêu này cũng không nên nói là tệ đâu các bạn chỉ tệ một phần là cần phải KYC để dùng DeFi mà thôi thì nó khiến cho dụng DeFi cũng không có ý nghĩa nào hết các bạn tại vì cứ cần cần phải KYC để mà sử dụng nhưng mà trên căn bản đó luật thuế bây giờ nói là các bạn sử dụng những sàn phi tập trung thì người dân phải có trách nhiệm đóng thuế Như luật này đó thì cũng trên căn bản là muốn những người đó cần phải đóng thuế Chứ nếu không đó, thì danh tính đã bị biết rồi Và sẽ bị phạt nếu như không đóng thuế Cuối cùng tôi nghĩ là chỉ liên quan đến thuế mà thôi Và đương nhiên những cái uh, sàn dịch phi tập trung đó, Giống như là Uniswap hay là Pancaswap Họ có thể lựa chọn Giống như là những cái sàn uh, trên thị trường bây giờ Hay là những cái IDO đã làm Là sẽ blacklist những cái IP đến từ Hoa Kỳ Thì người Hoa Kỳ không được sử dụng những cái ứng dụng DeFi đó Nhưng DeFi đó vẫn sẽ được sử dụng trên thế giới hiện bây giờ À, thì nó cũng tiếp tục hoạt động mà thôi nhưng mà điều đáng tiếc là người Hoa Kỳ không thể tham gia chúng ta hãy xem coi là dự luật này sẽ tiếp tục được chỉnh sửa như thế nào trước khi mà đến hạ viện bây giờ thì vẫn chưa được bỏ phiếu với thường viện nhưng mà có thể được bỏ phiếu trong tuần sau khi nào còn mà có thêm thông tin thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn nhưng mà chúng ta thấy được là ngoại trừ Hoa Kỳ ra, ít ra chúng ta cũng đang thấy là Hoa Kỳ cũng đã có những cái tiến triển ban đầu liên quan tới có luật và tuy là có một số những cái quy định gây nhiều cái sự tranh cãi nhưng mà nó không đến nói tệ như là SEC muốn tất cả là chứng khoán chưa đến mức đó Chúng ta cũng có một cái thống kê rất là thú vị các bạn Đến từ Châu Phi Thì ở Châu Phi đó chúng ta đang thấy được là có một quốc gia Mà chiếm 66% của tất cả à, những cái giao dịch liên quan đến crypto Đó chính là Nigerian các bạn cái Sự hứng thú của Nigerian đó là ở cái phần là 66.8% Cái con số này đã cực kỳ cao so với lại những cái quốc gia khác ở Châu Phi Chúng ta được là những quốc gia khác là Morocco, Ghana, Egypt và Ivory Coast những quốc gia này hợp lại đó chỉ có 23.8% của sự hứng thú liên quan đến crypto mà thôi trong khi mà Nigeria Nigeria đã chiếm 66.8% rồi thì tại sao vậy các bạn? Cái sự hứng thú liên quan đến crypto ở châu Phi ngày lại càng tăng hơn vì nhiều lý do lắm. Thứ nhất là chúng ta thấy là ở châu Phi đó thì người dân khó tiếp cận được với hệ thống ngân hàng. À, và thứ nhì nữa đó là lạm phát rất là cao và thứ ba nữa họ cần một loại tiền tệ mà có thể được lưu thông dễ dàng. Đây là những gì mà người châu Phi cần các bạn. Cho nên khi một ai đó nói là BDC không có giá trị gì hết thì trên căn bản họ quên ba chữ cuối đó chính là đối với tôi thì họ có thể nói là bdc không có giá trị gì đối với tôi thì điều đó cũng đúng các bạn không phải ai cũng cần những cái mà người châu phi cần bây giờ thì những ai cần thì bdc sẽ cực kỳ có giá trị những người nào mà không tin thì BDC mãi không có giá trị và đương nhiên nếu các bạn hỏi một tỷ phú như Warren Buffett thì các bạn thấy là ông ta là một người cực kỳ giàu có sống ở Hoa Kỳ không có quan tâm gì nhiều đến hệ thống ngân hàng có thể là dùng tem đô la khắp nơi nhưng ông ta cảm thấy BDC không có giá trị nhưng mà đối với nhiều người khác trên thế giới đó thì BDC cực kỳ có giá trị và chúng ta cũng có một cái video rất là dài Video này là khoảng chừng là hơn 9 phút các bạn thôi sẽ không có play video này Nhưng mà trên căn bản thì đây là một cái video đến từ Robert F. Kennedy Jr. Các bạn đây là cháu của Cựu Tổng thống Robert F. Kennedy Và tôi nói cháu không phải là cựu Tổng thống là ông nữa các bạn Mà là chú mà thôi Thì đây cũng là một trong những ứng cử viên à, cho năm 2024 Nhưng mà ứng cử viên này là đến từ đảng Dân Chủ các bạn Nói chung đó, thì đây là một người mà gần đây rất được quan tâm bởi cộng đồng BTC Tại vì ông ta rất là quan tâm đến crypto Và lần này đó thì ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ Robert F. Kennedy Jr. Đã hứa là sẽ hỗ trợ đồng đô la Mỹ bằng tài sản như BTC Nếu ông đắc cử Chi tiết hơn nữa, thì ông nói là kế hoạch của tôi là sẽ bắt đầu từ một phần rất nhỏ, có lẽ là khoảng 1% công trái phiếu đã phát hành sẽ được hỗ trợ bằng vàng, bạc, bạch kim hoặc là BTC rồi xem tình hình ra sao rồi mới tiếp tục. Thì đây là cái lời hứa đến từ người này mà thôi các bạn thì đương nhiên bất kỳ ai mà có sự ủng hộ liên quan đến crypto thì chúng ta cũng hoan nghênh nhưng mà trên căn bản đây không phải là một cái ứng cử viên mà hạng nặng đâu các bạn tại vì các bạn nên biết là mỗi đảng thì cuối cùng chỉ có một người đứng để làm đại diện mà thôi và cái người đó bây giờ đó thì vẫn nhiều người nghiêng về là tổng thống hiện tại Joe Biden sẽ đại diện cho đảng dân chủ còn về đảng cộng hòa đây chúng ta cũng đã biết là có một số những ứng cử viên cũng rất là yêu thích crypto à, nhưng mình vẫn chưa biết là người nào sẽ đại diện trong đó chúng ta có thị trưởng Miami là Francis Wallace các bạn đã biết là muốn biến Miami trở thành à, trung tâm BTC Chúng ta cũng đã thấy được là thống đốc của bang Florida là Ron DeSantis là một ứng cử viên hạng nặng Cũng ủng hộ BTC và không ủng hộ CBDC Năm 2024 này đó bầu cử tổng thống sẽ là một đề tài cực kỳ sôi động Tại vì tôi nghĩ những gì xảy ra trong vòng 2-3 năm qua liên quan đến tiền tệ liên quan tới lạm phát Và nhất là liên quan đến crypto đó sẽ là những đề tài rất là nóng bỏng trong cái cuộc bầu cử tổng thống tới đây và chúng ta vẫn thấy được là có những người mà ủng hộ BTC. Các bạn đã thấy là trong cái đợt tăng trưởng năm 2021 đó thì họ vẫn còn ở đây. Một trong những ví dụ đó chính là Anthony Sammuchi thì vẫn tin tưởng và Skybridge Capital của Anthony Sammuchi thì vẫn tiếp tục tiến tới tích lũy đầu tư vào thị trường crypto này mỗi lần mà chúng ta có một cái đợt tăng trưởng đó, mỗi một chu kỳ chúng ta đều thấy có một số người mới xuất hiện giống như là năm 2020 có sự xuất hiện của Anthony Muji, sự xuất hiện của Michael Saylor những cái này là cái chu kỳ trước đó không có các bạn thì mỗi chu kỳ đều có thì lúc mà mọi thứ đều tốt đó rất là dễ để chúng ta thấy là có nhiều người đứng lên hô hào ủng hộ crypto nhưng mà điều quan trọng là những lúc mà ảm đạm đó thì những người đó có còn ở lại đây hay là không những người mà các bạn theo dõi những người mà các bạn quan tâm đến năm 2021 đó thì bao nhiêu người còn là thị trường này đó là những người mà thật sự lòng tin các bạn tại vì những lúc như năm 2022 đó nói tới crypto nói tới btc cực kỳ khó khăn luôn và sẽ có nhiều những người không đồng quan điểm các bạn họ sẽ xuất hiện và các bạn sẽ bị tấn công dư luận từ nhiều phía. Elon sao bố không phải là một người như vậy vẫn còn trong thị trường crypto này. Và chúng ta cũng thấy có một cái thông tin đến từ CEO của Telegram Telegram đó và Twitter là hai cái ứng dụng mà được sử dụng rất nhiều trong thị trường crypto này các bạn Và cái CEO của Telegram đó là Power Durov Thì người này cũng đã đưa ra cái thông tin trên Telegram đó trong một cái post Nói là lưu trữ crypto các bạn Mà chi tiết hơn đó là lưu trữ BTC và đồng Toncoin Không nói là lưu trữ bao nhiêu nhưng mà nói là lưu trữ cả hai được mà biết những người này thì rất là giàu có Lưu trữ một phần, một phần đó là bao nhiêu các bạn Chúng ta thấy được là những người như là Michael Saylor là những người mà Được nhiều người tôn vinh là lưu trữ nhiều crypto Nhưng mà thật ra có thật sự là Michael Saylor Là người lưu trữ nhiều crypto hay không thì vẫn chưa chắc các bạn Chúng ta thật sự không biết được là đứng sau lưng Michael Saylor Còn bao nhiêu người ẩn thân lưu trữ rất nhiều crypto mà họ không lên tiếng Tại vì lên tiếng cũng không có ít lợi gì với họ hết các bạn Tại vì nếu họ đang tích lũy thì họ không muốn mọi người biết rồi Cho nên không phải ai tích lũy BTC cũng lên tiếng đầu cho nên chúng ta thật sự không biết là ai thật sự lưu trữ nhiều btc có phải là ceo của telegram hay là không chúng ta không rõ chỉ biết được đó một điều cực kỳ thú vị là Telegram vừa bán trái phiếu tổng cộng là 270 triệu tuần này à, để tiếp tục phát triển Telegram và để à, có thể gọi là break even có nghĩa là hòa vốn các bạn điều này cực kỳ thú vị tại vì thông tử nó Telegram nó là một cái ứng dụng mà thực sự kiếm được nhiều tiền nhưng mà thật ra Telegram đó thì bao nhiêu tiền kiếm được thì họ đều đổ trở lại để mà phát triển cái ứng dụng này cho nên trên căn bản đó Telegram là một ứng dụng mà bây giờ vẫn chưa có kiếm được nhiều tiền và đồng Thon đó, đồng Thon này là một đồng mà trước đây được phát triển trực tiếp bởi công ty Telegram nhưng mà lúc đó thì đã bị kiện bởi SEC. Cuối cùng đó thì Telegram đã quyết định là hủy bỏ cái dự án đồng Thon này vào năm 2019 các bạn. Nhưng mà cái mã nguồn đó là một mã nguồn mở thì cuối cùng trong cộng đồng họ cũng đã tự phát triển cái mã nguồn và chúng ta đã có một đồng Thon ngày hôm nay. Tuy đồng Thon bây giờ đã không có trực tiếp được tạo ra bởi chính ứng dụng Telegram nhưng mà các bạn hiểu là đồng thôn này vẫn là một đồng mà có sự quan hệ với Telegram tại vì đây là bắt đầu từ cái mã nguồn trước đây à, và cho dù không có phải là quan hệ trực tiếp nhưng mà CEO của Telegram vẫn lưu trữ một phần Toncoin và một phần BTC và đây là tất cả những thông tin mà thùng muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay thùng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nếu mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nếu mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Và trong video ngày hôm nay đó chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuần Capital Thì như bạn có đã biết là Thuần đang gây dựng một cái kênh Thuần Capital Short Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short